Không biết quý vị có như tôi không thì tôi không biết. Gãy tay, gãy chân, gãy giò, gãy cẳng. Bây giờ thân thể tôi giờ đồ giả không? Cũng như không có inox thiệt. Cái giò này bể hai miếng, cái lóng tay này bị gãy một lóng, bên đây gãy bây giờ còn là nó không có ngay khớp. Ông nghĩ nha, hồi xưa là do mình làm gà đó, mình đạp giò, mình bẻ cánh rồi đó, nên bây giờ mới bị trào quả. Tôi cầm ở bên đây hai cái giò, ở bên đây cái cánh, cái tay này tôi cầm cái đầu, cái bắt đầu tôi cắt cho mạnh phải không? Cắt cho mạnh vậy nè, tôi sợ nó đau, tôi cắt xiết 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 đi. Thì bắt đầu là nó đứt cái cần cổ nó ra, thì bây giờ tôi nói chuyện không được nè. Là năm nay là 4 năm rồi nè. Gãy bể hai cô nữa. Còn gãy gãy hai bên cái này là do nơi cái cánh của nó. Tôi cầm tôi cắt vậy nè, cái nó dãy. Nó dãy dãy dãy, con nào 10 con là gãy hai cánh 10. Con nào cũng gãy cánh hết trơn. Cho nên từ chỗ đó hai cái bả vai là gãy hết trơn. Bây giờ nói chung quy ra, nếu quý vị không tin tôi đó là hỏi lên trên tỉnh biên, hỏi quán vườn đào bà Tư như thế nào là hai cái cánh này gãy trơn rồi nè. 10 con gà là gãy cánh 10 con. Nó dãy là gãy hết trơn luôn, gãy hết trơn đây nè. Rồi thêm ba sườn nè, một bên 4 cộng. Rồi cánh tay này là cầm cái đầu con gà nè. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú cùng với Đệ Tý và cô Tư xã Tiết cùng với chị Liên đã đi đến chùa Chân Cô. Thì kính thưa quý vị, tại đây đó là chịu cái ảnh hưởng nặng nề trong những ngôi chùa gần đây quý vị. Thì Châu Phú quay xung quanh chùa đó, thì tại đây là có một cái lò thiêu ở phía bên tay phải của Châu Phú nữa quý vị. Thì cây ngã ngổn ngang hết trơn. Cho nên Châu Phú cũng đã đại diện cho Mạnh Thường Quân đến đây. Rồi thứ nhất là thăm hỏi các vị sư tại đây. Thứ nhì nữa thì cũng trích tiền của những nhà Mạnh Thường Quân ra hỗ trợ là 5 triệu đồng. Cùng với hôm qua thì đi hỗ trợ cho mỗi một nhà bà con nghèo mà bị tóc nóc đó. Thì tùy theo cái nhân duyên mà gặp ai thì giúp ở đó. Thì mỗi một hộ là 500 cho tới 1 triệu đồng. Hôm nay Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ tiếp tục với chương trình là đến với một cái câu chuyện nhân quả báo ứng quý vị qua cái cuộc đời của cô Tư xã Tuyết. Đã đi làm nghề về ảnh hưởng tới gà vịt đó vị, giống như là ta đặt là cô Tư cháu gà. Đó, bây giờ thì Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành. Vì sao mà mấy anh em YouTube lại đặt như vậy, giống như cô ba cháu gà của cô Tư. Chào cô Tư, chào Đệ Tý, chào chị nha. Thì thưa cô Tư, hôm nay sẵn đây đó, mình ngồi mình nghỉ mệt đó trong giây lát, thì con nhờ cô Tư có thể chia sẻ về cái câu chuyện mà cuộc đời của cô từ cái lúc mà mình làm ăn rồi xong, vì sao mà mình buông xả, rồi hai vợ chồng gặp cái nghiệp như thế nào, mình trả như thế nào, rồi bây giờ đối với gia đình cô có cái sự an lạc trên bước đường tu như thế nào, thì nhờ cô có thể chia sẻ con Đệ Tý với chị có thể biết. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin kính chào tất cả cô bác chư đồng đạo xa gần. Hôm nay cũng đầy đủ nhân duyên, tôi và Châu Phú với Đệ Tý có đi thăm viếng những cái hoàn cảnh khó khăn trong bị trong cái cuộc là cơn lốc xoáy vừa qua, thì đến đây đi vừa thăm viếng rồi cũng xót xa lắm quý vị. Rồi chúng tôi cũng ngồi nghỉ trơn, rồi sẵn dịp đây Đệ Phú có hơi tò mò và cũng muốn hiểu biết cái gia cảnh của gia đình tôi sao mà hôm nay là sức khỏe cũng không được bình thường như hồi lúc trước đó, thành ra cũng có tâm sự. Rồi sẵn dịp đây thì tôi cũng xin kể về đời tư cho quý vị tất cả anh chị em xa gần, nếu mà được lướt lên dưới cái màn ảnh của Châu Phú thì ráng coi cho kỹ và nghe cho thật là sâu sắc, để mà đừng có xót xa giống tôi. Nói ngay cái chuyện này thì nó cũng rất là, tôi cũng có lên được một hai lần, nhưng mà có người thì có biết, còn có người không biết. Nếu bên kênh nào thì coi kênh nấy. Hôm nay tôi còn xót ở Châu Phú và anh Tý, thì bây giờ tôi xin kể về chuyện dĩ dãn Đệ Phú hỏi, cũng như kính thưa quý vị và Đệ Phú với hai em. Thì cô Tư là cũng là người bình thường, cũng là một người làm ăn kiếm sinh nhai hàng ngày. Lúc trước là hồi còn nhỏ thì sự thật ra đó là rất là đau khổ quý vị. Hồi lúc mà tôi mới có 15, 16 tuổi đó thì ông già cũng là đi bắt ếch.
chàng ơi, hồi xưa bắt ếch nhiều dữ lắm, đệ ơi, bắt ếch bắt cóc mà theo theo cái bờ lúa đó, nước ngập linh binh, cái nó còn chỗ này lởm chỗ kia lởm, cóc ngầu nhoi hết trơn vậy đó, rồi lợi chụp vậy nè để trong khoang. Giờ sáng đi về đó mới cắt cổ lột da mới căng cho người ta bữa thau bự bự vậy nè. Lúc đó là cái đời của ông già. Còn trời mưa đó, trời mà chiều mưa mà điên điển mà quằn đó, bắt đầu cò mà cò trắng đó. Nó đậu đệ ơi, hồi xưa nó đậu dữ lắm. Nó đậu quằn cây, bắt đầu mình đậu chống xuồng vô đó. Chụp đầy nắm. Chụp bằng tay. Chụp bằng tay không? Chụp đầy nắm rồi cái bắt đầu bỏ trong rộng. Chạy đầy nắm bỏ trong rộng. Thí dụ cò lớn thì về mình lấy cái nhổ cái lông đó mình xỏ ngang cái lỗ mũi. Còn con cóc, con ếch thì mình cắt cổ lột da. Còn cái con chim mà có loại chim nhỏ nhỏ, loại chim sâu chim đờ đó. Chim đó anh ta đâu có ăn ấy đâu. Mình mới nhận dưới nước cho nó chết rồi đem lên mới nhổ lông mới bán người ta. Thì cái đời ông già đó, nhưng mà ông có căn tu cho nên ông chết cũng hơi đỡ chút, nhưng mà cũng phải bị ung thư nha quý vị. Cái người mình trả nghiệp nhất định là phải bị ung thư. Là ông già ông ung thư 25 ngày. Tôi đi hút thuốc, tôi đi coi thầy thì người ta nói lúc đó mình cũng còn tin dị đoan. Thì người ta nói cái bệnh ông già đúng 25 ngày đi. Thì ba tôi đúng 25 ngày ba tôi đi đó. Còn mẹ tôi đó là nằm 3 năm. Rút 2 cái giò. Rút 2 cái giò là hồi đó mình nhổ, mình nắm cái con ếch mình lột da cái 2 cái giò nó rút lại đó. Thành ra bà già phải chịu 3 năm. 3 năm bà mới đi. Thì lần lượt rồi cháu qua rồi cũng thôi. Mình cũng nghĩ rằng vật dưỡng nhân rồi thôi. Tới năm 93 thì tư mới là đi mua đồ mua đạc bán. Đi bán lây lắc sống qua ngày. Tới cái năm mấy quên mẹ là tôi năm chưa được năm 2000. Không, năm có mười mấy á là bắt đầu tôi mới ra cái quán nhậu. Đi ra mất lần đầu là cũng không có ra quán nhậu, mình đầu mình dự định là ra quán cà phê rồi đó. Bị con nhỏ nó thâu chồng, đồ nghiệp nó quá đi. Rồi cái mới ra cái quán cà phê cho nó bán lây lắc đặng mà nó vui. Mở xăng banh đồ này kia. Sau lần lượt người ta đi lợi, người ta đòi ăn cháo, mình có nuôi gà thả. Bắt đầu bắt một con mằn. Giết cái từ từ cái nhiều con lên. Giết cái người ta lợi đông quá, cái mở ra cái quán luôn. Rồi đặt cái quán vườn đào. Cuộc sống đưa đẩy hết. Mình xanh quanh nhà đất mình rộng lắm, mình trồng đào không à. Thành ra nó mát như trong nhà vậy đó. Rồi cái mỗi một 5-6 gốc đào đó là mình làm cái liều. 5-6 gốc đào làm cái liều, tôi có để tấm bảng là nấu đám luôn. Nó thành ra mằn gà dữ lắm. Nhưng mà cô bác biết không, nếu mà sống như tôi lúc đó mà tôi suy nghĩ á, thiếu gì nghề sống sao mình không chọn. Mà mình đi chọn cái nghề mằn gà. Đã hồi đó cô ba cháu gà để sự tích lợi rồi. Mà còn không quan tâm tới lúc đó ngoài đời. Miễn mằn ngày nào mà mình hốt tiền đầy nắm là chịu. Chứ đâu có nghĩ gì nhân quả đâu. Cứ lo làm quý vị ơi, làm tiền dữ lắm, bán buôn tiền dữ lắm. Một ngày tôi nấu cho người ta, rồi ở trong quán, trong xá lính tôi đông lắm mà. Tới mười mấy đứa lính lận. Là lính chạy bàn đó. Còn là ở trong nhà nấu ăn là trong nhà tôi là 4 người với lại mướn thêm có 2 đứa. Còn chạy bàn là mười mấy đứa. Thì đám tiệc gì tôi cũng làm hết trơn. Mà đến khi mà tôi được ơn trên đó, Hơi nhắc nhở là bắt đầu tự nhiên cái mình cảm thấy mình nhớ trực lại là chàng ơi, sao mà mấy năm nay mình tính một ngày như vậy là bổ đồng 40 con thôi. Trời, là 19 năm bao nhiêu con gà. Tôi lạnh sống quá đời ơi, cái tôi mới giái nói giờ giái sao giái ngày chăng cái giờ linh ha, là cái tiền kiếp mình, tiền duyên mình không biết. Giái nói nếu mà ông bà thương con á thì cho con kiếm cái chỗ, cái nơi nào để cho con lập trường cho con của con nó có cái tương lai trở về sau. Con mới yên bụng con đi tu là con gác cái nghề sắc xanh này chứ con không làm nữa, con thấy tội quá à. Khi mà cắt cổ con gà nó la nó dậy, còn chiên con cá bắt chỗ dầu nóng lên. Bắt đầu á, đập con cá nó đâu có chết liền đâu, nó cũng còn để dầu vô nó dậy, để ô nó dậy dữ lắm luôn. Mà nếu mà không để mà chờ cho tới con cá nó chết thì khách người ta đâu có chịu, chờ lâu. Mà nếu bắt con cá nó chết thì nó không được ngon nữa. Để vô là nó dậy, nó sụt lâm, sụt dậy, nó người ta mới chịu. Nói như vậy thì vừa gà vừa đồ này kia nọ, tới bữa đó tôi gian tôi giái như vậy đó. Thì đâu cũng cỡ 7-8 tháng cả năm gì đó. Thì bắt đầu thúc đẩy sau lưng tôi. Người nào gặp cũng kêu đi tu hết trơn.
Người nào cũng kêu thôi bà ơi tôi lại, bà Tư bà đừng có sát sanh nữa, sao bà sát sanh tôi thấy tôi lạnh quá vậy đó. Giờ cái mình nghe người ta thúc sau lưng mình cái nữa cái mình cũng hơi lạnh lạnh, cái Tư cảm thấy vậy thôi Tư mới đi kiếm cái chỗ, mới kiếm cái chỗ là được cái chỗ đó đó. Rằng mà mua giống như chăn chợ mà nó ngay cái duyên cũng chỗ đó, Tư cũng đi kiếm nhiều mà không được, chở gì đó. Vì đó thì chắc có lẽ là mình suy nghĩ như vậy nè nghe quý vị, cũng như là thí dụ ở chỗ khác là có người, cũng như là có người lo người giúp đồ, còn cái chỗ đó là không có. Toàn là người dân tộc với người nghèo với người lo bằng ăn không à, với ăn chơi đồ đó, không có người đại diện để tu hành, cho nên mới xui khiến gì tôi về đó. Cho nên tôi đi về đó là trong cái thời gian mà tôi về đó là tôi đã ăn chay rồi, ăn chay trên nhà rồi. Tôi mới đi về đó. Về đó thì bắt đầu là tôi mới là đi cầu nguyện cho người ta là mỗi ngày. Đi vừa đi cầu nguyện ha, một ngày là 9-10 đám. À, đi với đoàn 9-10 đám. Như vậy là đi rồi chiều 14:29:30 đó là tôi nấu đồ chay. Là sức tiền mình nha. Nấu đồ chay ra cho 14:29:30 là giác ngộ cho cô bác ăn chay đi, ngày nào đỡ ngày nấy. Bây giờ chị em ăn hoài ăn mặn không à, bây giờ mấy ngày nay nè, chị khỏi cần mua gì chân á. Đi lợi cái lãnh đem về đổ ra cái ăn rồi. Vậy á, ăn tiếp giùm em 2 ngày. Thì 1 tháng 4 ngày tôi làm điều chi vậy đó. Giờ bắt đầu là làm xong rồi là chưa đi cúng. Chiều 3 giờ về gọt. Gọt đồ đặng nấu. Nhưng mà trong đó đó, trong lúc đó tới 12 người vô tổ là làm nó khỏe lắm. Nhưng mà 12 người vô tổ là gọt thôi nha. Gọt sắt thôi, còn 1 giờ tư thức dậy. Một mình ên. Tại vì con nó bán ban ngày đó, rồi bắt đầu mình ban đêm mình để cho nó ngủ lợi lào xào nó ngủ không được. Cho nên tư thức mình ên tư làm. Làm mình ên nấu ha, 2 lò, lò này xong để qua tới lò kia lò nọ. Xong hết rồi cái bắt đầu là dọn lần ra ngoài đường là 5 giờ mới chỉ lợi. Là con tôi mở cửa ra là mới chỉ lợi. Kẻ vô bọc người cuộc dây người phát cho. Vậy đó rồi bắt đầu người ta đi lợi người ta mới chắc vô trong sọt. Người ta đi nữa. Thì cái đó tôi cho là cái nhân viên. Tôi nói thiệt với đệ, cái khu đó không ai ăn chay một ngày. Không. Thì bắt đầu tôi làm được 1 năm đầu thì qua năm sau là tôi có danh rồi đó. Nếu mà ai lợi hỏi bà Tư không biết, nói bà Tư từ thiện mới biết. Nó là bắt đầu là nào được cái danh rồi đó. Rồi tôi nói thôi từ thiện từ gì, kêu bà Tư được rồi, người ta nói bà Tư thì thiếu gì bà Tư. Thành ra cũng như thí dụ bữa nay người này đau, cái đi lợi hỏi nhà bà Tư từ thiện đâu chỉ, thì nói chị ơi bây giờ gia đình vậy vậy gặp khó khăn, cũng nhờ chị giúp đỡ giùm. Mà lúc đó thì nói thiệt với quý vị nha, con tôi nó cho tôi 1 tháng 3 triệu. Là tôi buông hết rồi. Trước khi mà tôi đi tu là tôi giao cho nó. Bây giờ nếu mà củ quyền thất tổ độ cho con á là có cái chỗ nơi đàng hoàng là con nghỉ bán quán. Không bán quán nữa. Mà con bán tập quá đồ này kia, mình bán cái gì gì vậy đó chứ không không có sắc xanh nữa. Thì bắt đầu quay qua quay lại đó thì tôi đi xong xuôi rồi là tôi, con tôi nó cho có 3 triệu à. Mà anh chị em người ta đi cúng những cái người mà người ta không có cơ hội đó. Thỉnh thoảng 5-3 bữa cho người này 100 đổ xăng, cho người kia đổ 100 đổ xăng. Rồi đi cầu nguyện cầu an cái gặp người ta đau đó, cái móc ra người, 50% vậy đó cho. Rồi cái nhà đó sập siêu, cái ông trưởng đoàn á, ông hợp lại người nào mà có khả năng cho ông hỏi cái cho 500-300 tùy theo mình. Giết cái thiếu tiền cái biết làm sao không, ăn cắp tiền con. Cắp. Cái miễn đi bữa nào mà về cái làm bộ bán với nó, rồi cái cầm tiền hậu bỏ túi. Còn nó để tiền hồi đó là chưa có cái cassette, là nó để trong cái tủ á. Giờ cái miễn đầy là nó để vô đó. Cái tư vô vậy nè, tư dình dình tư cắt. Ngắt một cái để dành làm tháng nào cũng gì 3 năm. 3 năm cái tư mới tự suy nghĩ vậy nè, mình làm gì có tội không ta, sao mà ăn cắp tiền con làm vậy nè kia, tội quá tội. Thôi bây giờ con gian giái với củ quyền cũng chấp tay giái đàng hoàng nha, nếu mà con làm cái này sai á thì con thấy cái chuyện sai, con của mình nó bán bao gạo là có 50.000 mà mình ăn cắp tiền vậy thấy tội quá à. Thôi bây giờ nếu mà con có đầy đủ nhân viên á thì ơn trên á gia hộ giùm cho Mạnh Thường Quân, người nào á góp sức giùm với con 50-30 gì đó tiếp con là con làm nữa, còn nếu không là con nghỉ. Thì bắt đầu tôi mới gian giái lại bữa đó là cũng như là bữa mùng 4 đi, là tới bữa rằm tới người này bà Tư ơi rằm này bà cho cái gì, cái người này bà cho tôi ké 50, người kia cho tôi ké 100 rồi này kia, là có ông thầy Nam, ông thầy Nam là mạnh nhất nha, tháng nào cũng đưa 500 500, thì mình thấy mình khỏe rồi, mua xe củ quả có 100.000 à, kêu ổng lợi nó đưa cho ổng 100.000 công tiền sách tiền đồ đó, rồi lấy cái đó đó mới gia vị rồi này kia bọc bẹo rồi đường bột ngọt mình nấu mình cho.
Còn mì á thì người này cho 50 thùng, người kia cho 20 thùng, người kia nó cho 50 thùng là mấy người ở xa xa người ta gửi về. Đó, còn 50 thùng là cho lâu lắm nha, cho tới mấy đợt lắm. Không, để tới. Yeah. Rồi bắt đầu á là đúng được 3 năm. Là làm đúng được 3 năm rồi. Yeah. Nó thì bắt đầu á là dập. Bắt đầu là dập rồi đó. Dập. Là sao? Là dập là để cô Tư kể nha. Cũng như là cô Tư đã làm tròn bổn phận cái vấn đề là tạo nhân duyên cho bà con cô bác biết có cái tấm lòng từ bi. Yeah. Khi cái tấm lòng từ bi xong xuôi rồi người ta giác ngộ, người ta ăn chay được 1 tháng 4 ngày thì bắt đầu tới viên tư. Yeah. Tư mới đi cầu nguyện đi. Đi cầu nguyện đi lên tới chỗ gần tới Hồng Đỉnh nè, ngay chân đình Thới Sơn nè. Mới đậu chiếc xe như vậy nè. Thì chờ cho đệ phượng. Chờ cho đệ phượng là đi tới hỏi bữa nay có đi cúng không? Dạ. Mới vừa đứng chờ vậy nè, ở đằng sau cũng đồng đạo đi cúng chung. Dạ. Bà không chịu ngó ngay mình, bà ngó đâu không biết nữa. Ở trước trên dốc đổ xuống hai chiếc xe 16. Thì hai chiếc xe 16 thì nó chắn hết trơn cái đường rồi. Đúng mà rồi. Tư đậu ở trong sát ở trong lề. Như vậy đó mà bà ụt cái xe của Tư ngã xuống. Yeah. Ngã xuống thì cái này đập xuống đất. Yeah. Cái này đập xuống đất thì bể cái này. Bể cái đầu gối luôn. Bể cái đầu gối. Yeah. Bể miếng này. Thì chiếc xe bên đây nó đập qua bên đây thì bể miếng này. Bể luôn. Ờ là đúng 3 năm đó. Đúng 3 năm luôn đó. Mình nằm 3 năm luôn. Là tu 3 năm. À u 3 năm mà mới giải quả. Ừ. Yeah. Thì bắt đầu nó bể miếng này, bể miếng này. Bắt đầu tôi đứng dậy. Cái tôi nói chị hai sao em đứng sát lề mà chị đung em. Bà mới trả lời gì? Nếu tôi không đun bà sẽ ăn tôi làm sao? Nói... Rồi cái bắt đầu là thì bắt đầu tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy cái tôi cũng không có nói gì được mà nó lúc đó nó không có đau nha. Đệ ơi, tao nói đứng vậy nè, phì ra cũng như mình cầm bông bóng mình thổi vậy đó. Cái giò nó sưng ra. Ờ nó sưng á. Yeah. Đường đứng lên vậy đó. Phì ra từ dưới này lên tới đây nè. Yeah. Nó phì ra y rang cũng như là cái bong bóng mà đầy cầm đầy thổi nó phì ra. Yeah. Đi hết được rồi. Đứng không được luôn. Thì ông trưởng đoàn ông mới lợi mới khiêng vô, khiêng vô dẫm người ta mới lấy muối xác vô. Lấy muối xác vô thì bắt đầu là mới chở đi lại bệnh viện hai ông voi. Hai ông voi nói cũng như là bể rồi, bể chân hai bên rồi. Thôi bây giờ đi ra nhà thương đi cho anh ta mổ người ta ăn. Chở đi nhà thương, nhà thương nói thôi bây giờ mổ đằng đăng. Cái yeah. tôi không chịu mổ đằng, tôi nói không được. Đem chở tôi về đi thì chết thuốc khỏe rồi tôi về. Về thì tôi đi xuống với ông thầy với dì Thanh á. Yeah. Thì ông bó rồi này kia nọ nhưng mà tầng ơi đồng đạo đi kiếm thuốc cho tôi. Ra bà cô bảy mẫu đồ dữ lắm nha. Nhưng mà nó vẫn sưng nhưng mà con cái này ngộ nghe quý vị. Nó cái giò con trâu con bò làm sao cái giò tôi nó bự vậy nè. Đi không có được nó cứng ngắc nha. Mà nó không có đau. Ngộ ha. Ngộ con cái là nó không có đau. Rồi mình bị vậy là bao lâu cô? Hình như cái khi mà đâu cũng cỡ 20 ngày, tháng gì đó là đi không có được. Dạ. Nha, lấy cái ghế, đi không được. Lấy cái ghế tôi đi đâu là tôi nhắc cái ghế cò cò, mặn dâu tôi nó ẩm tôi đâu có cho. Tôi nói thôi để mẹ tự đi. Thì tôi đi cò cò để biết không, những cái đám ở gần gần tôi cũng vẫn cò cò lại tôi cầu nguyện đó. Thì lần lượt đâu cũng cỡ 2 tháng mấy, 3 tháng gì là bắt đầu tôi chạy xe được. Tôi chạy xe được, tôi đi cúng với đoàn. Đi lúc đó là không có xe dư. Là như mình không có đi bệnh viện luôn. Không. Ở nhà bỏ hút. Ở nhà thôi. Không à. Nó không có đau. Yeah. Nhưng mà bể bên đây miếng, bể bên kia miếng là đi tới cái chỗ ông thầy đó, ông cũng vẫn coi, ông cũng biết bể. Nó sưng dữ lắm. Nó sưng bóng hết trơn cái chọi vậy đó. Bằng cái quần này làm gì bằng được. Không có bằng cái quần này được nè, con tôi nó đi mua cái quần ở ngoài chợ. Mà thứ cái quần lửng mà cái ống ba lớn vậy nè. Chứ cái quần này bằng sao được. Dạ, đúng rồi. Nó chặt sơn, cứng à. Ờ. Thành ra nó mua cái quần lửng ngang đây vậy nè, mà dạ. Ống bự vậy nè. Nó về bằng bằng cái quần đó. Thì đâu được có chừng 20 ngày, ý là 2 tháng. Cái tôi mới đi cúng. Mình biết cái nhân quả của mình đi cúng rồi cầu nguyện rồi cho nó mau hết. Thì người nào cũng có cặp hết trơn. Mình đâu có dư xe nào chở đâu, thôi tôi chạy mình ên. Bắt đầu tôi chạy mình lên đi lên cái dốc cầu ở chân chỗ kinh Trà Sư mà đi qua đặng đi tắt về kinh Đào đó. Tôi vừa quẹo lên vậy nè, vừa gác dốc. Tắt nó không biết cái làm sao nữa, nó khiến làm sao không biết nữa. Trả số là vẫn đứng sững tôi chịu đâu có lợi. Yeah. Thì cái giò này nó yếu. Cái giò này có bên chịu đâu có lợi té xuống. Té gãy cái này nè. Gãy ổn ai là luôn. Gãy ngay chân đây nè. Yeah. Gãy một cái cốc. Nè còn dốc thẹo nè. Yeah. Nè. Dạ. Nó còn cái thẹo ngang đây nè. Ờ đúng rồi. Dạ. Quất ngang cái lóng bự. Ngang cái lóng bự rồi bắt đầu ha tôi xỉu.
đau quá đau rồi tôi xỉu. Xỉu cái mới kẹ vô trong cái quán á, mua ly trà đường uống. Thì điện kêu con tôi về. Ông trưởng động nói tôi để con chở. Chở đi về mới đòi đi lại ông thầy Thanh. Tôi nói không được, ông thầy Thanh chữa đau lắm. Tôi mới chịu, mới chở đi xuống dưới nữa, xuống dưới vị Thanh nữa. Thì băng bó lại đâu cũng chừng 5-7 ngày gì đó, cái nó hết. Cái nó hết đầu khổ lắm quý vị, tôi kể là tôi cũng không biết làm sao. Rồi bắt đầu là đâu cỡ đâu cũng mấy tháng nha, chứ cũng không phải gần, cũng gần cả năm mà. Cũng gần cả năm. Cái con nhỏ em ở dưới sở nhào á, nó đi lên đi diễn núi. Tôi đưa nó đi qua bển rồi tôi đi về, lúc đó đó xe trung chuyển ở thành phố á. Nó xe Huệ Nghĩa nó sẵn nó đi trước khách. Nó chạy cận kề quá tôi sợ nó ép tôi đi. Tôi đưa, ép vô bờ. Ép vô bờ ai về ép vô trong cái lề đó. Tôi sụp xuống, gãy ăn cua. Gãy ăn cua chỗ này nó chỏi ngang đây rồi nè. Tôi xỉu luôn đó, mà điều nó ngay xỉu mà xỉu không có nhắm mắt, thở không được thôi. Thở không được thôi. Cái về cái bữa kêu người ta đi lợi thì chở con tôi nó chở đi ra nhà bàn. Đằng mà chích thuốc rồi lấy cái đai đó. Ta mua cái đai người ta đút cho mình băng vậy nè, rút cái dây này lên cho nó bằng bằng thì về. Về thì nó kêu xe sáng chở xuống ở Vị Thanh nữa. Ông đó hay lắm. Sợ chở xuống dưới rồi về cái tôi mới nói như vậy. Bay ơi, tao cũng thiệt với tụi bay nghe, cái này là con cái cũng đừng buồn, cái này là cái nghiệp của mẹ nè. Cái nghiệp của mẹ bây giờ để mẹ trả đi chứ làm sao bây giờ. Cái bắt đầu là quay qua quay lại cái ông xã không đau. Ông xã hồi đó ông cắt gà đó, nói cho đệ nghe, ông cắt một con là tôi cắt 4-5 con. Ông chậm lắm, với bằng là ông cắt nó, ông o cái lỗ cho nó đẹp. Còn tôi thì tôi khứa cho mạnh mạnh lẹ lẹ vậy nè, đặng cho nó chết cho nhanh. Còn ông không có, ông cắt cổ gà đó là gần một chén huyết á. Còn tôi cắt nó chút xíu huyết à, bị gì nó ra ngoài trơn rồi. Ông o o, thì tôi vừa gãy cái này vừa xong thì bắt đầu ông xe qua ông bệnh. Ông bị nóng lạnh thôi chứ không có gì nhiều, nhưng mà khiến gì cái giả nghiệp. Bắt đầu chở đi lên hai ông voi, có 1.5 tiếng đồng hồ vô 4 chai nước biển. Nó đâu có vô kịp, nó tràn dịch ra ngoài chân trong cái bụng. Như vậy thì về cái ổng hành sốt, ổng nóng lạnh đi chở ra ngoài thì người ta thấy tràn dịch, thì người ta nói tràn dịch là nước biển tràn không à. Đem ra ngoài cho đốt nằm 7 ngày rút nước ra không được. Chở lên Long Xuyên thì ba cái đó nó thành mũ. Ba đó thành mũ hết trơn. Thì bắt đầu nó thọt cái ống tròn vo vậy nè đệ. Là Iran cũng như đó, ổng cắt cổ con gà vậy. Ông cắt cổ con gà, ổng o cái lỗ này cho nó đẹp đó. Thì bây giờ cái lỗ mà người ta đâm ổng mà lớn vậy nè. Mà không phải là một lỗ. Đâm một lỗ đầu rút rồi đi về, về rồi đâm một lỗ kế, rút rồi đi về, về rồi tiếp tục đâm nữa. 3 lần như vậy đó. Ổng mới hết đó. 3 lần như vậy đó tôi mới đi về, về là lúc đó là ổng cháu chết không đó nha. Nhưng mà chẳng qua là tiền kiếp trước của ổng có căn tu. Thì đi về nuôi ổng vừa xong rồi đó. Thì quay qua quay lại đó, nó cũng qua. Rồi có mới 27 tháng rồi đó. Qua gì? 27 tháng rồi là ổng cũng còn đau hơi hơi lợi là nhất không à. Tại vì hồi đó mình sắc xanh nhiều quá đó. Bây giờ trả nghiệp. Thì bữa 27 rồi đó là tôi đi 27 Tết. Nghĩ chăng ngày 27 là xe ập ập nha. Nếu mà mình không có căn tu là mình chết rồi quý vị. Tại vì cái ngày 27 là Bình Dương người ta về người ta ăn Tết dữ lắm. Xe nấu đuôi 3-4 hàng. Mà tôi chạy về đó là con chó nó chạy ra ngay chân đầu xe tôi, là tôi té xuống là gãy cái xương này nó lọi lên đây. 4+3 sườn. 4+3 sườn, còn ngay chân chỗ cái lưng này nè. Là nó mẻ ngay chân đây luôn. Mẻ ngay chép cái bài sườn này luôn nè. Bài sườn, ăn già sao nữa hả? Đúng rồi, nó ngã luôn. Nó mẻ luôn. Như vậy là đi về nhà là tôi cũng đi lo thuốc, cũng đi xuống đó lo. Lo thì tới bây giờ chưa được lành, cho nên đi đâu cũng có đệ tử. Thì từ cái chỗ đó cũng như là tôi báo cho quý vị biết là cái đó là cái lực nhân quả. Hồi xưa đó là đời con, đời cha mẹ làm tới đời con, đời cháu mới trả quả. Còn bây giờ đó, ai làm nấy chịu quý vị. Trả liền luôn. Trả liền. Ví dụ ai ăn nấy no, mà ai làm tội nấy lãnh. Cho nên bây giờ cũng như tôi báo với quý vị ha. Tất cả những chuyện gì nó cũng có cái nhân quả liền luôn. Chứ không có đợi tới kiếp này, kiếp sau đâu. Thành ra từ chỗ đó đó, lần lượt trôi qua, con tôi á, nhiều khi tôi buồn, tôi nói sao mà kỳ cục. Nó nói mẹ, con cũng tốt lắm, con bây giờ con lo cho mẹ đàng hoàng, tại vì ngày xưa mẹ đã gây cái tội như vậy rồi. Thành ra bây giờ vậy, nhưng mà tôi báo với quý vị nha, không biết quý vị có như tôi không thì tôi không biết. Gãy tay, gãy chân, gãy giò, gãy cẳng, bây giờ thân thể tôi giờ đồ giả không? Cũng như không có inox thiệt. Cái giò này bể 2 miếng, lông tay này bị gãy 1 lóng, bên đây gãy bây giờ còn nè, nó không có ngay khớp. Ông nghĩ nha, hồi xưa là do mình làm gà đó, mình đạp giò, mình bẻ cánh rồi đó, nên bây giờ mới bị trả quả. Tôi cầm ở bên đây hai cái giò, ở bên đây cái cánh,
cái tay này tôi cầm cái đầu, yeah. Cái bắt đầu tôi cắt cho mạnh phải không, yeah. Cắt cho mạnh vậy nè, tôi sợ nó đau, tôi cắt xiết 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 đi. Thì bắt đầu là nó đứt cái cần cổ nó ra. Thì bây giờ tôi nói chuyện không được nè, yeah. Là năm nay là 4 năm rồi nè, gãy bể hai cô nữa. Còn gãy gãy hai bên cái này là, yeah, do nơi cái cánh của nó. Tôi cầm tôi cắt vậy nè, cái nó dãy, yeah. Nó dãy 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 dãy. Con nào 10 con là gãy hai cánh 10, yeah. Con nào cũng gãy cánh hết trơn. Cho nên từ, yeah, chỗ đó hai cái bả vai là gãy hết trơn, yeah. Bây giờ nói chung quy ra, nếu quý vị không tin tôi đó, là hỏi lên trên tỉnh biên, hỏi quán vườn đào bà Tư như thế nào, là hai cái cánh này gãy trơn rồi nè. Mười con gà là gãy cánh 10 con. Yeah. Nó dãy là gãy hết trơn, đúng rồi, luôn. Đúng rồi. Gãy trơn đây nè. Rồi thêm ba sườn nè, yeah, một bên 4 cộng. Rồi cánh tay này là cầm cái đầu con gà nè. Yeah. Cái giò này giò rượt gà nè. Yeah. Rồi quý vị nghĩ đi. Còn cần cái tay này á, là cái tay này là cái tay xào nấu nè. Nè nó đôn nè, quý vị còn theo nè. Để tên tí nè. Khi mà nó lành rồi nó đôm như vậy, nó còn thẹo như vậy chứ hồi đó nó bự lắm. Hồi đó nó gách tét ra luôn. Nó sưng hết trơn. Cái mục, yeah, nhỏ xíu à, mà nó lầy sưng hết trơn vậy nè. Mà nó cũng không có đau, yeah. Nó lầy thì nó có lầy, mà nó sưng thì nó có sưng, mà nó không có đau. Mà nó ngay nói không uống thuốc là cũng nói dốc. Cũng phải có uống thuốc nha, yeah. Uống thuốc. Nhưng mà quý vị nên nhớ nè, tôi thấy ít có ai mà được như tôi lắm đó. Dạ đúng rồi. Ít có ai mà, thí dụ gãy một lần hay lần là người ta nghỉ rồi, người ta không có tái diễn. Còn tôi ha quý vị, lì lắm. Gãy tay, gãy chân là gãy chân, vẫn tiếp tục đi làm từ thiện. Dạ. Vẫn làm, chỗ nào cũng làm, hoàn cảnh gì cũng làm, ở đâu cũng đi. Nó như hiện tại bây giờ nè, tay chân nè đi không được nè, chạy xe không được, thì nhờ nhỏ cháu nó dắt đi giùm. Nói vậy đó, rồi đi làm từ thiện thì nói ngay nhà nó cũng nghèo. Thì mình thì có cơ hội, thí dụ bây giờ bà con cô bác người ta ủng hộ tiếp thì cho nó, yeah, đang cho nó ăn hàng ngày, nó chở mình đi, yeah. Chứ để mình thôi là ai rồi, thí dụ mình không cho nó rồi tiền đâu mà nó ăn, mà nó chở, yeah, mình đi làm. Thành ra thôi bây giờ đi làm hưởng công đức luôn, yeah. Đi lại nói chuyện với chồng nó đàng hoàng, ừ. Còn cái vấn đề hôm nay đó là một cái tôi cũng khuyên tất cả cô bác chị em xa gần, nếu coi được đó, trên mấy cái màn ảnh này thì đừng sát sanh nữa quý vị, yeah. Tội lắm, tu đi. Một ngày mình ăn năn hối cải đó là bây giờ đó ha. Bây giờ là nói thiệt với quý vị nha, rất là khỏe luôn. Bị gì tu một ngày là hưởng một ngày, yeah. Nó cũng không có phải như ngày xưa mà lực nhân quả mà kéo dài năm đời, 10 đời. Bây giờ như thí dụ á, lát nữa đó hai bên gia giác mình người ta sẽ căng phân lời. Bây giờ là cái thời gian là thời gian xóa tội, yeah. Nó, nếu mình ăn năn kịp thời sẽ hết tội luôn, yeah. Không còn tội nữa, yeah. Trời Phật sẽ ban bố cho mình hết, đẩy đưa tới cái chuyện lành cho mình. Nhưng mà nhất hạn tôi khuyên quý vị nha, bây giờ quý vị nên tu, yeah. Tu bây giờ là thành tiên thành Phật chứ không có còn gì. Nhưng mà quý vị không tu á, là trường hợp do quý vị là ở trên ban xuống để mà trà trộn với nhau, để mà thử thách người đời thôi, yeah. Chứ sự thật ra đó là bây giờ quý vị tu là quý vị sẽ hưởng liền, yeah. Tu đi, không thành Phật cũng được thành tiên, mà không, yeah, thành tiên cũng được thành thần, yeah. Thấy không? Yeah. Chứ bây giờ mình ở trên cái thế gian này, cái cõi ta bà này quý vị thấy không? Bữa nay cái đau nhức đầu, ngày mai cái nhức giò, nhức cẳng, chịu không nổi vậy chết luôn á. Rồi còn phải lo ăn, lo đồ đủ thứ. Nhưng mà ở ngoài đời với nhiều khi quý vị không có hiểu. Rồi quý vị nói phải tôi giàu, tôi tu đồ này kia. Giàu tu không có bằng quý vị đâu. Yeah. Tôi nói thiệt, ví dụ bây giờ á, cái nhà giàu người ta có cái tâm, người ta đã giác ngộ được, người ta giúp cho mình, điều đó cũng tốt. Nhưng mà ta giúp cho mình ăn của người ta, mình phải làm sao để công đức chia đôi. Chứ không lẽ bây giờ người ta cứ cho cái mình cứ xẻ tay đem về mình ăn hoài gì, yeah. Thấy không? Phải quyết lòng mình. Đúng rồi, đặng mình gửi công đức lại cho người ta một mớ. Thấy không? Yeah. Đặng mà thí dụ bây giờ 10 phần đi, cái người mà mình nói thí dụ thôi nha, thí dụ bây giờ Đại Phú đi, là mạnh thường quân của tôi đi, cho tôi 1.000, mà tôi ăn, tôi mua đồ, tôi nấu nướng đồ, tôi ăn chay, tôi cúng lại, Đại Phú được có 3 điểm à. Yeah. Đại Phú được có 3 điểm mà, mình 10 điểm, mình, yeah, 7 điểm. Chứ không, tôi nói là tôi đã chung đây hết, tất cả mạnh thường quân đều nghe. Nhưng mà nhờ Đại Phú có tiền nhiều, Đại Phú cấp cho 3 người. Cho, yeah, nên 3 người này, một người 3 điểm, 3 điểm, Đại Phú 9 điểm. Yeah. Còn tôi được 7 điểm, là vấn đề như vậy. Chứ không phải là nói mình ăn của người ta mà mình thiếu nợ người ta. Ăn của người ta mà mình đi chơi, đi bời á, mình mới thiếu nợ. Còn nếu mà mình ăn mà mình tu hiền, cúng lại niệm Phật, là mình hồi hướng công đức lại cho người đó, phải không? Nó như vậy đó. Cho nên bây giờ á, tôi cũng khuyên tất cả anh chị em cũng ráng cố gắng, cơ hội này người ta cũng cố gắng để người ta hỗ trợ cho mình đó, là có miếng ăn, rồi có miếng thuốc nè, rồi có đủ thứ quần áo cho mình ăn mặc, đặng cúng lại tu hiền, đặng mình nhờ bản thân mình. Chứ người ta đâu có nhờ, mà thế gian này
cô bác biết không, cũng đâu có ai ngu gì đâu, đi chợ mà mua 10.000 mà mua 9.000 người ta không nấu ngàn cự rồi. Dạ. Mà tại sao người ta buông ra bạc trăm bạc triệu để người ta cho mình, thì mình phải làm sao để có công đức. Cũng như tôi đi, thí dụ tôi đã gây cái nghiệp mà tôi đâu có tiền để tôi lo cho người ta, cho nên tôi lấy cái bản thân. Dạ. Tôi làm cái nghiệp cầu cho bà con cô bác. Thí dụ mấy huynh đệ này người ta có cái kênh lớn thì người ta nhờ những người hỗ trợ lớn, còn tôi nhỏ thì tôi nhờ chi nhánh là chút chút. Dạ. Để mà tôi làm công đức chia ra cho bà con. Thì từ chỗ đó tôi cũng khuyên bà con thôi, dẹp hết cái chuyện làm ác đi. Tôi nói thiệt với quý vị bây giờ ha, tôi đi qua bên chợ mà tôi thấy nhà tôi ở ngay chợ, tôi qua bên chợ mà tôi thấy thao thao gì để quý vị, con cua nhỏ nhỏ, con cá nhỏ nhỏ, nhìn tôi tưởng tượng như đứa em bé mới sanh. Nói thiệt luôn á, tưởng tượng cũng như này nè, con cá nhỏ là em bé mới sanh nè, con cá bự bự là em bé lớn nè, còn mấy cái con này, con kia bự bự đó, tôi nghĩ đó là người lớn đó. Tự nhiên tôi cứ nghĩ đó là một cái linh hồn của một con người. Tự nhiên cái tôi cảm thấy vậy đó. Tôi đứng tôi dòm hầu là tôi xót à. Để biết không, cua bà lớn vậy nè, mà người ta bắt về người ta bán thao thao vậy. Giờ mình đi qua bển mình thấy cua vậy mà ăn gì. Cái bắt đầu tôi đi mua về tôi thả. Dốt cuộc là con cua đó người ta mua về cái để biết làm sao không. Người ta quậy, người ta bột, cái ta để vô, cái người ta rửa sạch sẽ, người ta để vô, người ta chiên, người ta ăn. Rồi đau khổ, một đứa nít mới sanh. Thấy đau khổ không? Cho nên từ chỗ đó tôi nói quý vị nghe nè, tụi tôi ăn tương cũng có chết chóc một tay nào đâu. Dạ, phải không? Rồi. Nhưng mà nó cũng là một cái điều kiện cho mình, đó là có cái tâm từ bi, đó, biết thương người, biết thương người đó. Cái đó nó là loài vật, tuy rằng nó không biết nói chứ lòng nó biết nghe. Bây giờ mình nói mình sửa sẵn bắt con cua, mình đi bẹp bẹp ở đó là nó chạy rồi đó. Con cua thôi, chứ đừng có nói tới con cá. Con cá mà nó đương lậu một bầy vậy nè, nó gặp mình, nó chớp một cái nó mất tiêu. Nó sợ như vậy đó, thành ra từ chỗ đó tôi cũng khuyên quý vị, thí dụ buổi ban đầu mình không ăn chay được nhiều thì mình ăn chay 4 bữa, rồi từ từ lần lượt mình sẽ đi lên. Còn cái cù mà lóc xấy mấy bữa rài đó quý vị biết, cái này đó là cũng là cái lực nhân quả. Chứ tại sao hai nhà hai bên cao không bị mà cái nhà chính giữa bị, mà cái nhà thấp hơn, tôi với đệ đi gặp đó, cái nhà thấp hơn mà bị hết trơn. Còn cái hai nhà hai cao là không bị. Hồi cách đây năm 83 đó, hồi năm 83 là lúc đó con gái tôi nó được 3-4 tuổi gì đó, à 5 tuổi gì đó, là cũng có một đợt gì nè. Mà một đợt đó là núi Trà Sư, núi Cậu, núi dài mà bên cạnh chỗ Nghĩa Trang á. Thì một khi lúc đó tôi còn làm dâu, đi vô mẹ con mới ngậu mặn vậy nè, sao mà tôi nghe hù hù như gió bay, như máy bay vậy đó. Thì bà già chồng tôi bà nói chết mẹ rồi, hình như là núi lỡ quý ơi, thì giờ mới đằng đó đó, cũng như cái núi dài mà mình ở đâu đằng này. Giờ mới đằng đó đệ ơi, ta nói hả, lên cuộn mà qua lại cũng như con rồng vậy đó nghe. Thì bắt đầu mẹ con nắm tay chạy đi ra tới ngoài đó, thì bên đây nở ra tôi nứt ra, tôi nói với đệ đó, bề ngang bự lắm, bề ngang bự hơn, bề ngang bự gần cả công đất vậy. Bề ngang á, đất nó nứt ra đó ha, đất nó nứt ra rồi ở dưới này nổi lên á. Ở dưới này nguyên một lần lên vậy đó. Rồi thì mới bắt đầu núi Trà Sư trước. Trà Sư rồi bắt đầu mới tới núi cậu rồi tới mới núi dài. Nhưng mà lúc đó là không có thiệt thòi ai chứ, mà đi về bên đây nha, hướng về núi Cấm nha. Lúc đó là quay đầu về núi Cấm đó, là cù dậy đi về núi Cấm không đó, là tôi nói với đệ đó, cái bằng mịt mù hết trơn luôn. Ở núi Trà Sư là nằm ở bên chỗ dự án, ở bên hồi đó nó bên dự án bên đây nè, là đó là cái bãi xe đó, bãi đá người ta bắn đá chỗ đó đó, rồi xe ben rồi này kia vô đó là nứt bên đó đó. Bị ngang cả công đất đó, mà chiều dài nó từ cái mí này, từ cái chốt núi này đi lợi tới cái đuôi núi đằng kia. Còn cái núi dài nằm giếng của mình á, là nó nằm cũng dài vậy đó, mà bề ngang cũng cả công đất vậy đó. Núi Cậu cũng vậy luôn đó. Thì ba đó ông đó đi ở trong núi thôi, có thiệt mạng với ai không? Ba hù là bay thẳng về núi Cấm. Bay thẳng về núi Cấm đó, là hồi năm 83 đó. Thì lần lượt trôi qua, bởi vì hai bữa dài là đi mà khám phá ra cái vụ này nè, là tôi mới nhớ chợt lại là vụ năm 83 có một lần đó. Nhưng mà lúc đó là không có thiệt hại. Bây giờ là cái này là cho biết cái nghiệp. Thì cảnh cáo của người dân. Thì từ chỗ đó thì cô bác đồ này kia nọ cũng ráng cố gắng để mà làm sao cho mình lần lượt cho nó qua bớt cái nghiệp đi. Một ngày ăn chay của quý vị, một ngày một tiếng niệm Phật của quý vị bằng tụi tôi. Tôi nói thiệt nha, quý vị niệm Phật một tiếng bằng tụi tôi niệm 100 tiếng. Quý vị ăn chay một ngày bằng của tụi tôi ăn một tháng. Vì tụi tôi ăn quen rồi. Nó dễ lắm. Thành ra từ chỗ đó tôi khuyên chị em cũng ráng cố gắng, khó gì cũng ráng cố gắng để vượt qua, đặng mà cho mạnh thường quân người ta cũng vui.
sức tiền ra giúp cho mình mà nó đúng chỗ đúng nơi nó gì đó, thành ra từ chỗ đó cũng ráng cố gắng đi quý vị ơi. Dạ, có gì ơn nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, quá tuyệt vời quý vị. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, thì Châu Phú cùng với kênh Võ Thành đó, hai anh em muốn gửi đến quý vị những cái video về những câu chuyện nhân quả quý vị, nhằm khuyên người đời tu niệm, biết đó mà mình sửa sớm sớm. Tỷ ngày xưa mình chưa biết ăn chay thì tập ăn 4 ngày như là thầy dạy đó, chay 4 bữa ấy là quy tắc quý vị. Và ăn 4 ngày thấy ngọt rồi thì mình tăng lên. Tại vì cái câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị, muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Cho nên Châu Phú thấy á, có những con rắn, những ông dài hay là những chú thỏ cũng thường xuyên hay bò lại những cái máy niệm Phật các vị để nằm đó mà nghe. Và những con vật thì con nào cũng muốn sống hết trơn. Khi chúng ta chụp vô con gà thì nó kêu quát quát, khi thò tay bắt con cá thì nó lại lội đi chỗ khác sợ mình bắt các vị đó. Cho nên đó là qua cái đoạn video hôm nay thì hy vọng quý cô chú anh chị cũng lấy cái câu chuyện của cô Tư mà mình có thể mình sửa sớm quý vị. À, tại vì sát một dao đền một dao, sát một mạng thì đền một mạng, biết bao nhiêu ngàn mạng hồi mà mình sanh ra tới giờ. Cho nên là trước khi kết thúc đoạn video thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn cô Tư cùng đệ Võ Thành, đệ Tý ha, cùng với chị, và xin cầu chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, làm ăn thì thuận lợi, và luôn luôn phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn, rồi mình giải thoát, mình được đi về một cõi an lành nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.